Ngồi đây. Ngồi đây. Hồi đó giờ nó để ý là thấy là cái mắt mình nó hay giật 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 vậy chưa? Bao lâu rồi? Coi như từ hồi hồi bị đến giờ là... À bị nhồi máu rồi chờ rẫy hả? Hay là trước đó là bị rồi? Không, hồi bị nhồi máu đến giờ. Hồi chờ rẫy. Hồi chờ rẫy hả? Nhìn cho nó nè. Ồ. Từ chờ rẫy đến giờ là bị vậy hả? Ừ. Nhìn theo đó. Thấy có khó chịu gì không? Ừ, nó không biết là thấy cái mắt gì đó, cái mắt này nó hơi nặng rồi. À hơi nặng nặng, nhìn theo tao bác sĩ là nè. Ồ, bên đây thì rõ hơn ha.